Hello, em An xin gửi lời chào đến tất cả chị và thân yêu. Một buổi chiều hôm nay là ngày 27 tháng 5 năm 2021. Ngày lúc này đây thì em An mới có thời gian rảnh để lên sóng cùng anh chị. Và theo yêu cầu của một số anh chị khách hàng thân yêu thì em An sẽ lựa chọn mẫu xe Sunny. Một chiếc Nissan Sunny 2018 bản Meridium bản cao cấp nhất. Số tự động máy 1.5, một mẫu xe phân khúc B. Và Nissan làm thương hiệu của Nhật Bản, cực kỳ là bền bỉ và tiết kiệm. Có thể nói là đây là một mẫu xe không được đánh giá quá cao về thiết kế ngoại thất cũng như nội thất, nhưng độ rộng rãi và độ mạnh mẽ và tầm tiền thì thực sự rất hợp lý. Và nếu như anh chị nào mình thực sự tầm tài chính 395 triệu để sở hữu một chiếc xe số tự động thì đây rõ ràng là một chiếc xe đáng để lựa chọn anh chị nhá. Đáng để lựa chọn, màu nâu xám, mang biển Bình Dương, một chủ tự động, 53.000 km chuẩn, 2018, 61A48820. Đó, Nissan Sunny chị nhá. Em An đang bật máy lạnh. Và em An chúc tất cả chị và thân yêu của em An có những phút giây thật thoải mái, thật vui vẻ khi xem video qua kênh YouTube của em An. Và siêu thị ô tô Bình Dương nhà em thì cũng còn rất nhiều những mẫu xe anh chị nhá. Và ngày hôm nay thì em An rất là cảm ơn những cái tình cảm của anh chị, sự yêu thương, sự ủng hộ của anh chị. Đó, những chiếc xe như Karen em An mới lên sóng thôi, nhận cọc từ xa của một anh ở Lâm Đồng á, ngày mai anh sẽ xuống đến nơi. Rồi một chiếc Mazda 2 2018 cũng vừa lên thôi thì anh trai ở Gia Kiệm Thống Nhất Đồng Nai á cũng xuống phun tiền, mà mặc dù là anh chưa lấy xe. Ngày mai anh sẽ cho anh em giao xe tận nhà cho anh. Rồi buổi chiều nay một chiếc Vai Ướt G 2018 thì cũng về với anh chị ở Lộc Linh Bình Phước này. Đó, một chiếc Cru 2014 thì về với anh trai ở ngay Dĩ An thôi. Đó, và một chiếc xe nữa là một chiếc ta nhiều xe quá quê. Ok, rồi ngay sau đây thì em An sẽ giới thiệu chi tiết mẫu xe này gửi tất cả anh chị, và em An chúc tất cả anh chị quý hàng thân yêu có những phút giây thật thoải mái, thật vui vẻ khi xem video qua kênh YouTube của em An. Hãy ấn like, đăng ký kênh, chia sẻ kênh, đặc biệt anh chị hãy nhấn nút chuông bên cạnh để nhận những thông báo mới nhất về các mẫu xe đang có mặt tại siêu thị ô tô Bình Dương. Một lần nữa thì em An cảm ơn anh chị, và không làm mất thời gian của anh chị nữa, em sẽ giới thiệu nhanh mẫu xe này 2018. Chào anh nhé, anh coi xe đi anh. 2018, 53.000 km, màu nâu xám, đây là bản Meridium, có body quanh xe màu nâu xám anh chị nhá, cụm đèn pha halogen. Thì em An cũng đã nhắc rồi, thiết kế thì không được đánh giá quá cao về Nissan Sunny, nhưng tầm tiền, độ rộng rãi, không gian nội thất cực kỳ rộng rãi, một mẫu phân khúc B.5 và tầm tiền chỉ có 395 triệu thôi là đã sở hữu được chiếc xe đẹp chuẩn chỉ rồi. Đó, một phòng cho anh chị coi ha, rất là rộng rãi luôn, cực kỳ rộng. Đấy, nên là anh chị nào mình đi gia đình cũng rất là ok đúng không ạ? Con xe này của máy của Nhật, cực kỳ là bền bỉ, bản Meridium anh chị nhá. Và hai số điện thoại của em An thì anh chị có thể lưu lại ha, nhắn tin đăng ký nhắn tin cho em An này, kết bạn Zalo hoặc alo cho em An anh chị nhá. Rất là đẹp luôn, gầm bệ có cam lùi luôn rồi, các tay cửa, chén cửa, tay cửa thì mạ chrome sẵn, chén cửa kim cách nhiệt rồi, đầy đủ hết chị nhá. Bốn vỏ đẹp dày. Rồi sẽ giới thiệu ngay cho anh chị nội thất trước, rồi em An sẽ giới thiệu động cơ. Đây, nội thất là một tông màu be, xám be anh chị nhá. Đó, anh chị có thể thấy những cái chi tiết cửa đây, chi tiết cửa này thì chủ xe đều dán vào anh chị nhá, dán giống dán carbon á. Cửa tài auto chị nhá, các tay mở cửa trong thì đều mạ chrome hết đây. Đó, các tab bi mới tinh, quá đẹp đúng không ạ? 2018, máy 1.5. Đó, những chi tiết bản lề này, một chủ ấy chị nhá. Ghế da zin theo xe này. Và tất cả những cái chi tiết cửa này thực sự mới đúng không ạ? 395 triệu rồi. Và ngân hàng vẫn có thể hỗ trợ cho anh chị khoảng 200, hơn 200. Đó. Có thể là dòng Nissan Sunny thì anh chị gặp không có quá nhiều, nhưng mà em An cũng trải nghiệm rồi, thực sự chạy cũng khá là ổn, khá là ổn. Và cực kỳ là rộng, rất là thích nội thất, cực kỳ là rộng rãi. Đó, những chi tiết là nguyên bản đấy anh chị nhá. Vô lăng ở đây thì cũng ba chấu đây. Đó, bản này thì trang bị hai đôi khi an toàn, tích hợp anh chị nhá. Vô lăng rất là đẹp, 53.020 km này, các hốc gió này. Đó, hốc gió, gương kính chỉnh điện, gương cụp đây. Đó, đầy đủ hết anh chị nhá. Ok, có cái màn hình này, màn hình giải trí này, màn hình này vô mạng được ạ, màn hình này chắc là chủ xe vô rồi.
vào mạng được anh chị nhé. Đấy, vào mạng được cho anh chị này. Đấy, có camera lùi, camera rear. Đấy, tích hợp sẵn rồi. Và những chi tiết này là dán đấy anh chị nhé. 2010 máy lạnh em ăn đang bật rất là lạnh. 18 luôn, đời rất là cao đúng không ạ? Thì những mẫu xe này hơn 300 thì chị rất đáng để mua đi gia đình cực kỳ là ok. Cục cần số đây, máy tinh hết nhé. Là liền lạc, biển Bình Dương một chủ anh chị. Xe này thì không kinh doanh một ngày nào cả. Các bậc lên xuống gần như là không có một vết cháy xước nào cả. Không gian rất là đẹp nha anh chị nhé. Trần ni lông zin này. Đó, có trần ni lông này. Tất cả những cái cột kèo rất là sạch sẽ ha. Hàng ghế sau. Ok. Đây, hàng ghế sau đây. Đây là một điều mà em ăn cực kỳ thích trên mẫu xe Sunny này. Anh chị có thấy thấy độ khoảng sáng gầm giữa hàng ghế thứ nhất và hàng ghế thứ hai, anh chị có thấy có rộng rãi không ạ? Quá là rộng luôn. Và thêm một cái hốc gió điều hòa ghế sau nữa lại là một cái điểm cộng quá lớn nữa với chiếc Sunny này đúng không ạ? Đó. Hốc gió điều hòa và tùy chỉnh cho anh chị luôn. À, các tab đi này rất là sạch đẹp luôn. À. Quá ok đúng không? Mà bước theo nhiên liệu cũng rất là ổn, rất là ổn, máy 1.5 thôi. Đây, đây tất cả những cái bên trong là nguyên bản này. Em ăn thì từ lúc trưa đến giờ em ăn mới được giải nhận và lên sóng nhanh để phục vụ anh chị. Mình đã hứa với anh trai rồi là sẽ lên sóng luôn, là sẽ quay bằng được chiếc xe này để cho anh coi. Có gì ngày mai xuống coi ha. Đấy, hộp về tì tay này. Ghế da zin này trong xe ngồi rất là êm ái, rất êm ái luôn. Cực kỳ là êm. Đó. Đây. Đây. Quá ok nha anh chị nhé. Rất là sạch sẽ. Đó. Mới tinh hết rồi. Đây cho chị qua bên cửa bên đây luôn. Đây, tất cả những cái tay cửa này cực kỳ là đẹp ha. Đây. 53 ngày. Sẽ không lỗ nhỏ nha anh chị, em bao chuẩn được. Đấy, các tay cửa này mạc chrome hết đây, rất là bóng. Các keo, chi tiết keo này cũng là chuẩn chỉnh hết anh chị nhá. À. Ok, body này, lớp body này. À. Những cái vỏ này thì còn khá là dày. Vỏ này thì 2019 anh chị đã thay vỏ rồi, 53.000 vừa thay vỏ luôn. À. Mâm xe này sử dụng bộ mâm đúc là răng R10 đây. R15 anh chị nhá, R15. À. Quá rộng rãi luôn. Xe này mình đi gia đình 5 người là cũng thoải mái luôn. Tabi đây. Và chi tiết đằng nguyên bài. Rất là mới đấy, những cái bản lề này như thế này. Ghế da mới tinh luôn. Ghế da này gần như là chưa có một vết nhăn, vết rách nào luôn á. Tuyệt vời ạ. 2018 nhé. Em nhắc lại là 395 triệu và giá vẫn còn bớt cho anh chị cơ. Đó, giá rất là mỹ, xinh nhan, báo rẻ, tích hợp vừa gương chiếu hậu vừa má vè luôn. Đó. Bốn vỏ này là cùng đế 2019 luôn. Ok chị nhá, hai tháng đĩa trước. Đây, đây chị tham quan động cơ máy 1.5 đây ạ. Đấy. Những chi tiết ốc trần máy này, nguyên bản này. Những cái ốc má khung xương này, chuẩn chỉ luôn. Đấy chị thấy không? Chuẩn chỉ nhá. Em ăn thì quay rất là kỹ nên là thành ra là thời gian xem nó sẽ phải dao động khoảng 12 phút. Thế là anh chị chịu khó xem giúp em ăn nhé. Đây những cái kèm giấy này của đèn cũng còn nguyên này. Đây, những kèm giấy chị thấy không? Nguyên bản luôn nhá. Đó. Chi tiết ốc cabo đây. Ốc cabo zin này. Đấy, Zino luôn. Đấy, tuyệt vời luôn. Máy nó cũng rất là êm ái. 395 nha anh. Đây là anh chị là em ăn đã bao lỗi rồi. Nên là anh chị mua xe thì em ăn bao lỗi tuyệt đối luôn. Em có thể giao xe tại nhà. Sai thì em ăn mang xe về. Cái đấy là quan điểm rõ ràng. Ngày mai thì em ăn sẽ giao hai chiếc xe. Một chiếc Karen, anh trai ở Lâm Đồng, một nay cọc. Và một chiếc Cerato cho cô chú cũng ở ngoài Phú Yên. Đấy. Tháng mai là có mặt tại siêu thị ô tô Bình Dương luôn. À, mức keo nhiên liệu đây ạ. Anh chị có thể thấy là tham khảo là nhiều nhất chứ khoảng 8, 9, 8, 7, 9, 7 lít thôi.
quá hợp lý đúng không? Trong một chiếc máy phân khúc B máy 1.5 và tầm tiền rất là mềm. Nếu mà so với những cái đối thủ như là Accent hay là City hay là Vios thì rõ ràng 2018 mà anh chị mua một bản cao cấp thì cũng bèo nhất cũng phải trên 45 triệu anh chị mới mua được đúng không ạ? Đó. Cái xe này thì anh chị cũng chỉ mua được tầm mua giá là 395 triệu thôi. Quá hợp lý đây. Anh chị có thấy khoang hành lý đáng này không ạ? Khoang hành lý này thì tuyệt vời rồi. Tuyệt vời. Chắc chắn anh chị nhìn khoang hành lý rất sâu luôn. Đó. Để đồ thì thôi rồi biết bùng luôn. Anh chị có thấy bình thường những cái bánh sơ cua của một xe thì phải làm ngay ngoài này, nhưng bánh sơ cua này làm tút bên trong bên ngoài này khoảng không rộng này. Anh chị có thể quan sát được là màu lâu này cũng rất sạch và đẹp ha, sang luôn, vỏ này dày bịch luôn, và sơ cua này gần như là chưa hạ luôn đấy. Đấy, đầu nghề đầy đủ này, các đinh bấm zin, những cái chi tiết ốc cốp này cũng là nguyên bản này, chưa tháo mở, xe rất là mới, các đinh bấm hai bên này chuẩn chỉnh cho anh chị nhé, xe sẵn về anh chị sử dụng luôn. Em an bảo hành cho anh chị động cơ hộp số thay dầu nhớt miễn phí. Đây, những xe này đây gầm đấy, anh chị có thể thấy gầm không ạ, rất là sáng đấy, nên là anh chị quan tâm thì alo cho em an hoặc lên trực tiếp siêu thị ô tô Bình Dương để xem xe nhé. Đấy, một chiếc xe mà dưới tài chính dưới 400 thì đây là một chiếc xe hợp lý, hợp với túi tiền của anh chị và chạy rất là ngon. Có một điều mà nhiều anh chị thắc mắc là thiết kế thôi, thiết kế không được bắt mắt thôi, nhưng mà cá nhân em an nghĩ rằng tầm tiền này mà lại anh chị lại sử dụng một chiếc xe máy Nhật quá là bền bỉ, tầm tiền này, số tự động đời 2018 và thiết kế rất rộng rãi, rất là hợp lý đúng không ạ? Rồi, trên đây là mẫu xe Nissan Sunny bản Berium, bản cao cấp nhất của Nissan mà em an gửi đến cả anh chị, và anh chị quan tâm về mẫu xe đẹp chuẩn chỉnh này, alo cho em an nhé. Hai số like và lên trực tiếp siêu thị ô tô Bình Dương số 1968 ngã ba Học Xã, đường DT743B, khu phố Đông Tân, phường Di An, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương để xem xe và thương lượng giá. Một chiếc xe siêu đẹp, siêu mới và không một lỗi nhỏ, hỗ trợ ngân hàng. Một lần nữa thì em ăn cảm ơn chị và xin chào lại anh chị ở những mẫu xe tiếp theo. Chúc tất cả anh chị thật nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin chào anh chị.